Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C1 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 111 đề bài như sau. Chuyển động của những vật sau đây có phải là chuyển động tĩnh tiến hay không? Tại sao? Thứ nhất là chuyển động của bè nứa trên một đoạn sông thẳng. Thứ hai là chuyển động của người ngồi trên chiếc đu đang quay. Hình 21.3. Thì câu trả lời là cả hai chuyển động này đều là chuyển động tĩnh tiến. Và cụ thể hơn là chuyển động của bè nứa trên một đoạn sông thẳng là chuyển động tĩnh tiến thẳng. Còn trường hợp chuyển động của người ngồi trong chiếc đu đang quay là chuyển động tĩnh tiến cong. Lý do ở đây vì cả hai chuyển động này đều thỏa mãn cái định nghĩa của chuyển động tĩnh tiến. Cụ thể các em xem định nghĩa. Chuyển động tĩnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kỳ của một vật thì luôn song song với chính nó. Và cả hai chuyển động này đều thỏa mãn cái định nghĩa này. Đúng không nào? Đấy, vậy ta trả lời như sau. Chuyển động của bè nứa trên sông. Trên đoạn sông thẳng. Là chuyển động tĩnh tiến thẳng. Còn chuyển động của người ngồi trên chiếc đu đang quay là chuyển động tĩnh tiến cong. Lý do ở đây vì cả hai chuyển động này thì đều thỏa mãn cái định nghĩa của chuyển động tĩnh tiến. Đấy. Đến đây ta đã trả lời xong câu C1.